Chào các bạn, hôm nay mình tiếp một cuộc điện thoại của anh khách ở Bắc Giang. Ảnh có một cái hầm mà ảnh đã cắt đường ống ra rồi mà tình trạng nó vẫn chào như vậy các bạn. Đặt cái máy bơm vô trong cái đường ống ống bên cái ấy nè, cái ống nhỏ đó, cái ống 90 hay gì đó hay gì. Ống 90 chưa ạ? Rồi, ống 90 đó mình đặt bỏ máy bơm xuống cái lỗ đó, mình bơm qua cái ống 114 này nè cho đi rồi thôi. Thôi. Nhưng chắc mai nó xả lại đầy. Tại sao đầy? Hả? Đây là đường xả xuống là bị phốt đúng không? Ừ. Thì bây giờ hút nên chỉ nước ra nên mày nó đầy ngay cái ống tràn kia. Hút gì hút? Bây giờ á, bây giờ cưng đục cái lỗ đó bự bự ra. Lấy cái ống 90 đó ra đúng không? Ha. Vâng. Rồi mua cái bơm chìm á, mua cái bơm mà tự động mà của bằng inox hoàn toàn á, có ngựa nửa ngựa gì đó. Biết không? Vâng. Rồi cưng mới đấu cái ống ống bằng ống bình minh vô ha. Vâng. Á, bình minh gắn ống bình minh vô cho nó chắc chắn, rồi dặn cao su non cho ngon lành vô, dán keo cẩn thận, thả cái bơm thuốc dưới đáy á, biết không? Biết không? Vâng. Á, rồi nó có cái phao tự động, bản thân nó có cái phao tự động luôn, nếu mà nó cạn là nó sẽ tự tắt bơm. Hiểu không? Vâng. Đó. Vâng. Rồi rồi nó dâng lên là tự chạy nếu mình ghim điện trực tiếp, hiểu không? Ha. Đó, rồi mình mới đấu vô cái co vô trong cái ống 114 này là cái ống nó chảy ra cống công cộng đúng không? Vâng đúng không? Đó, vậy là ok rồi, cái đó cái hầm chứa mình mà tại mình làm lỗi, mình không có làm cái ống tràn, giờ mình làm ống tràn mà đúng tràn rồi bằng cách đẩy thôi. Vâng đúng rồi đấy, là mình không làm ống tràn. Lỗi bây giờ mình xử lý bằng cách đó chứ đâu có ai ra rầy mình đâu sợ, đúng không? Vâng. Đó, mình thả cái máy bơm xuống dưới đó hết cái ống cho nó tới đáy đi, là nó lúc đó là máy bơm này nó không bao giờ bị kẹt, bị nó xài cánh quạt á, biết không? Ha. Đó, cái mình đưa xuống mình thả cái có tự động, nó có phao tự động, nó cầm cặp bên luôn, nếu mà mua cho đúng cái bơm đó mình gõ trên mạng, mình gõ bơm chìm á, biết không? Vâng. Đó, cái mình tìm đó hay là mình vô cửa hàng nào mình mua, em ở đó là ở đâu lận? Ở Bắc Giang. Không rành địa bàn mình ở miền Nam, biết không? Vâng, thì em biết, thì em gõ vào UTV thấy Đinh chú hay quay lên này, cháu xem liên tục, cháu ai là của mình bị thiếu hơi đây cháu định. Không không, nó không bao giờ mới cái bằng cầu dội bình thường đâu, thiếu hơi đâu. Má. Gọi bình thường được, nó bình thường. Rồi chút xíu cho xin một cái đoạn video này mình đăng nha. Vâng. Không biết có xử lý được, bây giờ cái xử lý về dích dắt lắm, bây giờ là nó lại liên quan đến trong phòng ngủ của mình á, bây giờ là không, bây giờ không, bây giờ đâu đâu cần xử lý gì đâu, bây giờ cái giật đục cái chỗ cái ống 90 nó ra bự ra bỏ mới bơm xuống rồi sống. Cho vào đây. Không, mới bơm nó hơi bự hơn, phải đục rộng cái lỗ đó ra. Vâng. Biết không? Và thì nhét lỗ đây nha, để lỗ không đây. Không vừa, máy bơm hơi rộng hơn. Vâng. Đó. Anh đặt đặt ở đây, được, đặt ở đây được luôn à, chú ơi. Đặt chỗ đó đó, mà đặt cái lọt vô trống á, biết không? Vâng, như máy bơm thì có lọt được rồi, vậy ông chính vậy không? Không, nó sẽ bự hơn, thành ra mà phải đục cái chân đó, mình rút cái ống đó bỏ đi, biết không? Vâng. Rồi mình bỏ máy bơm lọt xuống đó đó, bỏ lọt xuống dưới đáy luôn, lọt tới đáy, đụng đáy luôn. Rồi mình bơm mỗi chừng vài chục phút mình thấy được rồi thôi, mình khỏi bơm vài bữa mình cấm mình bơm nữa, thí dụ mình muốn bơm cạn luôn mình bơm. Vâng, nếu mà cái này nó bình thường mà mình đặt xong mình bỏ ra thôi, nếu mà đây mình này cho máy bơm vào này bơm nhờ. Nếu mà không thấy mình bỏ máy bơm bằng cái nóc hoàn toàn không bao giờ hư. Vâng. Máy bơm nó thả chìm mình buộc cộng dây cho chắc chứ, hay là mình buộc cộng dây hờ với mình gắn ống 34 vô 242 gì bằng bình minh á cho nó chắc, có biết không? Mình cố định vô đó là mình quấn cao su non cho đàng hoàng tại nó dơ, hiểu không? Ha. Cái mình mới thả xuống tới đáy thì lúc đó nó dưới đó nó bọng than dưới á, biết không? Đó, ở trên nó cặn cáo với ở dưới nó chống ổng hà. Cái mình đưa vô, cái mình quẹo hai cái co, mày có một cái co lên, một cái co qua, một cái co xuống vô cái ống 114 này nè, rồi sống. Rồi nếu mà nó cái ống nó liên quan đến cái đường thoát của cái thằng chệt thì mình cố gắng mình thay mấy cái phiểu thu của
của tầng trệt, cái phiểu chống hôi á, biết không? Vâng. Cái phiểu 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 xả nền, bông xả nền nó liên quan với cái ống 90 này nè, cái 114 này nè, thấy không? Vâng vâng. À, thành ra là mình phải chịu khó mình thay, nếu mình nhà mình xài cái phiểu chống hôi thì rồi thôi, nếu mình chưa thay mình chịu khó mình thay mấy tới tầng trệt mình đi, tầng trên nó đâu liên quan gì nữa, đúng không? Vâng. Rồi. Thì cháu xong là phải đi mua máy bơm, phải có mua máy bơm mới xử lý được cái này. Mua máy bơm đi chứ bây giờ nhà mình á, một là không có đường thoát ra. Đó. Thì mình phải một thì mình đào mà hên nữa có cái lỗ đó rồi. Hiểu không? Đó. Bây giờ với việc bỏ xuống có thể là bỏ xuống nó không không chìm. Nhận mạnh nó xuống luôn, nó đứt qua một cái lớp bài nhầy đó đó, biết không? Nó dày lên cái chừng có hầm 6 bê tắc nó cứ ngắt cà sột vậy đó. Dày lắm á. Đó mình nghĩ ủa bỏ bơm xuống không được sao bơm, biết không? Ha. Vâng. Nhận chỗ quá đó luôn là nó hụp vô như cái xì về lục bình vậy đó. Vâng. Rồi mình mới bật máy bơm mà mình cũng nghe mình kiểm tra coi cái bơm nó có cái đợt ống nước nó có gồng mình biết có nước hay không á, biết không? Vâng. Để nó kẹt máy bơm nó cháy máy bơm nữa. Phải lên bật phân. Không, nó chứ không bao giờ lên được đâu. Bây giờ mình không có mình bơm nửa hầm. Thấy không? Vâng. Đó. Bơm nửa hầm mình nghĩ mình bơm chừng vài chục phút mình thấy ok thôi. Vâng. Thế hay là gọi thợ vào hút nó hút luôn 10 phút thì à, thì nói hút thì hút thì nó tốn kém mà nó là chữa cháy năm sau nó hút nữa. Hiểu không? Vâng. Mình làm cái kiểu đó là vĩnh viễn luôn. Mình làm kiểu đó là không bao giờ hút nữa. Vâng. Rồi cái mình rảnh rảnh mình đi mua cái con men vi sinh á, mình đổ vô cái ống 90 đó, hiểu không? Vâng. Đó là nó tăng cường men vi sinh lên, nó ăn hết cái lớp bề nhầy nằm trên đó, là nó cái hầm mình nó sạch trơn luôn. Vâng. Bị nó nhiều quá, thứ hai nó kín quá đó, nó ấy đó được. Bây giờ mình có lỗ thông đó, cái mình đổ xuống, mình đừng có chỗ đó phòng đó mình kín mình đừng có đậy lên cũng được, mình đậy cái phòng lên cũng được, đặng cho nó có không khí xuống, đặng cho cái con men vi sinh nó sống á, biết không? Đó, rồi mình đổ vô nó tăng cường men vi sinh nó ăn hết trơn lớp trên cái gì đâu. Vâng, cái đấy đổ vào nó ăn, cháu sợ đổ vào thì nó có tác dụng gì không cái đấy? Đâu có, cái thằng men vi sinh nó đổ vô nó là nó tăng cường con men vi sinh nó ăn chứ. Vâng. À, bây giờ mới muốn không hôi ha. Bây giờ cứ muốn không hôi ha. Cứ đục cái lỗ đó ra, cứ lấy dầu ăn cũ á, cứ đổ xuống. Tại nó không bao giờ hại cái hầm cầu. Thứ hai nữa nó không hôi cái nhà mình luôn. Vâng, lấy dầu ăn cũ à? Dầu ăn cũ á, dầu ăn tại Sài Gòn á, biết không? Đổ vô là con men vi sinh nó sống bình thường, nó vẫn sống bình thường rồi nó không có hại cái hầm cầu mình luôn. Vâng. Rồi cứ nắm rồi ha. Vâng. Để cho đi xử lý xem thế nào nhé. Cái gì gõ trên mạng á, mình kiếm cái hình cái bơm bơm chìm á, biết không? Vâng. Bơm chìm inox là nó ra hả? Mua cỡ nửa ngựa làm được rồi. Vâng. 375W đó, thấy không? Vâng. Rồi. Vâng, cho chú nha. Rồi, cái này mình ở Bắc Giang ha.